xã hội 12/5122.02.2018, cập nhật 19/13/22.02.2018, rút ngắn trong phiên tòa xét xử vụ án cô gái Việt Quy Ế Ngóc Nugen, 28 tuổi, một kỹ thuật viên làm móng tại Anh bị thiêu chết hôm 21/2, nhiều chi tiết kinh hoàng đã được tiết lộ bao gồm nạn nhân đã bị cưỡng hiếp suốt 5 giờ và khả năng Quy Ế vẫn còn sống tại thời điểm bị thiêu chết. Tòa án Newcastle Crown ngày 21/2 bắt đầu mở phiên xử vụ án cô gái Việt Quy Ế Ngóc Nugen bị thiêu chết trong xe ở Sunderland hồi cuối tháng 8 năm ngoái. Ảnh Pisa Bay cáo trạng nhấn mạnh bà mẹ trẻ có thể là nạn nhân của sự tham lam và ảo tưởng tình dục bệnh hoạn. Quy Ế có thể vẫn còn sống khi bị hai kẻ cầm thú Steven Onwin và William McFan châm lửa thiêu chết trong xe hơi. Hai tên cầm thú trên thậm chí còn chụp ảnh tự sướng trong khi chúng lái xe rời khỏi hiện trường vụ án mạng. Theo cáo trạng, Onwin, 40 tuổi và McFan, 51 tuổi đã gửi những tin nhắn đổi trụy cho nhau nhiều tuần trước khi chúng thực hiện vụ cưỡng hiếp và giết hại dã man cô gái người Việt. Chẳng hạn, McFan đã nhắn tin hỏi Onwin về việc cưỡng hiếp nạn nhân trong đêm án mạng. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân suốt 5 giờ tại nhà chúng, hai kẻ cầm thú này còn ép Quy Ế giao nộp chi tiết tài khoản ngân hàng và có thể đã rút 32 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của Quy Ế trước và sau vụ giết người. This is the first picture of murder victim Quy Ế Ngóc phát biểu trước tòa. Công tố viên Jamie Hugh QC nhấn mạnh rằng động cơ giết người của hai bị cáo là sự tham lam và ảo tưởng tình dục bệnh hoạn. Quy Ế đã bị Onwin và McFan giăng bẫy và bị giam giữ trong nhà của Onwin ở làng Sin Y Dâu, hạt Tyne, Đông Bắc Anh. Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh hai bị cáo ôm một thi thể được bọc trong một tấm vải trắng rời khỏi nhà Onwin. Thi thể của Quy Ế sau đó bị nhét vào chiếc Audi A4 màu đen của cô. Hai tên này lái chiếc xe tới một bãi đất hoang và châm lửa thiêu cả xe lẫn người. Quy Ế đến Anh năm 2010 và giúp chị gái điều hành một tiệm làm móng ở Gateshead. Onwin đã gặp và quen biết Quy Ế trong công việc và dường như có được sự tin tưởng của cô. Công tố viên Jamie Hugh nói cô ấy rõ ràng không có khả năng tự cứu mình khi bị đưa ra khỏi nhà của Onwin rồi bị đưa tới bãi đất đó. Bạn có thể nghe từ một nhà nghiên cứu bệnh học rằng việc một lượng khí vẫn còn trong cơ thể Quy Ế chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống thời điểm trước khi bị thiêu chết. Ông Hugh nhấn mạnh, sau khi giết hại Quy Ế, hai bị cáo vẫn làm việc và ăn trưa cùng nhau. Tuy nhiên chúng bị bắt giữ ngay sau đó. Danh tính nạn nhân được xác nhận nhờ hồ sơ nha khoa của cô. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được xét xử. Nguồn: The Mirror, Daily Star, Dân Việt.